Dạ mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Vũ Sa thân yêu. Bây giờ đang là 10 giờ 5 phút ngày mùng 1 tháng 6. Sư huynh đệ của thầy Minh Tuệ vẫn đang tiếp tục bộ hành. Và thời tiết hôm nay thì hiện tại đến bây giờ thì rất là nắng. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng những bước chân bộ hành của thầy Minh Tuệ cũng như là các sư đệ, xin mời. Thank you.
Quý vị thấy không, những hình ảnh rất là tuyệt vời. Những Phật tử đang đứng ở bên lề đường để chào đón Thầy Minh Tuệ cũng như là các sư đệ bằng những bông hoa sen đỏ thắm. Một hình tượng của người con nhà Phật. Phải nói là những hình ảnh rất tuyệt vời. Vâng, và chúng tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị một ngày mới tràn đầy hạnh phúc, mọi việc đều được hanh thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.